Hello tất cả các bác nha, các bác vừa nghe bên em vừa ghép với cấu hình này với 9.1 anh em nhé. Cục đẩy là A650, vang Q8 và mic U75, rất là hay luôn anh em nhé, rất là hay luôn. Với con vang này thì rất là cao cấp anh em nhé, đang set up cho anh em. Tuấn tua lại bài vì con cho con hát à. Vang ở đây sử dụng con Q8 anh em nhé, con này 48 bit DSP, cục đẩy LA650 và mic U75S anh em nhé. Riêng con 650 này em đang đánh cho hai cặp loa luôn anh em nhé, đang đánh hai cặp loa luôn. Phòng nhỏ thì chúng ta có thể đánh hai cặp loa, còn phòng lớn thì chúng ta có thể đánh một cặp mắt 30, một cặp 25, ok luôn anh em nhé. Với cấu hình này khá là ok, khá chất, đánh gia đình vô tư và giá bình dân anh em nhé. Hồi đốt ngày con còn nhỏ con bé, thường hay chạy ra đầu ngõ đầu xóm, nhìn quay quay xa chờ mẹ, mẹ về chưa. Ca sĩ Trần Quân đi chậm nhé. Mẹ ơi đừng lo lắng cho mẹ đi. Với này thì chỉ có 9.1 anh em nhé. Mẹ ơi con đã ru em ngủ rồi. Vì thương chú con bên lặng nỗi lắng mưa trời. Lời ru ấy mẹ đã ru con thay ngỡ. Rất là bắt mic luôn anh em nhé. Dù ngày mưa, dù ngày nắng, dù là bão giông trên đời, mẹ tần tảo, mẹ gắn bó trên vai người. Giờ đây đất khôn, con thang dòng cành bay giữa trời. Là bao nhiêu tuổi thanh xuân, mẹ dành cho con hết. Này mẹ đã là ngày con sinh ra, thầm cảm ơn mẹ hiền. Cả cuộc đời mẹ đã hy sinh vì con. Đất đất 6789 5 con này 6, có đầy đủ 6, là chỉnh effect, bát min check của effect, bát min check của đường mic anh em nhé. Và con nâng tiếng exciter, có chống hú, nhưng hiện tại thì em đang không dùng chống hú anh em nhé, nhả chống hú luôn. Đó, ở đây sử dụng đang là 243 anh em nhé, repeat delay reverb. Đó, ứng với 243 anh em nhé, echo đây. Đó, đây là mic và đây là music anh em nhé. Thường hay chạy ra đầu ngõ đầu xóm, reverb 48 bit, quanh quanh xa. Cái này tiếng rất hay anh em nhé. Là 650 công suất thật là 600W. Đó. Mic 709 thì con này có cảm biến gia tốc đầy đủ anh em nhé. Trong cũng cảm biến gia tốc đều luôn cho anh em. Mẹ ơi, con đã ru em ngủ rồi. Rất chất luôn với cấu hình này. Vì thương chúng con, mẹ đã nỗi gió mưa thương con. Nơi ru ấy, mẹ đã ru con thời thơ ấu. Dù ngày mưa, dù ngày nắng, dù là bão giông trên đời, mẹ tần tảo, mẹ gánh con trên vai người. Với cấu hình này thì em đang ghép với hai cặp loa, một cặp TVK12 nhé, cặp TVK12 giá 12.500, cặp này thì rất là cao cấp, tiếng rất hay luôn. Và em định lên một cặp KT12. Ngày mẹ đâu là ngày con sinh ra, thầm cảm ơn mẹ. Rất đẹp đúng không anh em? 10 triệu anh em nhé, mẹ đã hy sinh vì con. Vì thương chúng con, mẹ nắng nổi gió mưa thật to. Nơi ru ấy, mẹ đã ru con thời
đời thơ ấu. Dù ngày mưa, dù ngày nắng, anh em có nhu cầu mua hàng, anh em có thể liên hệ cho em qua hai số điện thoại ở bên dưới hoặc truy cập website thanhcaoaudio.com. Bên em giao hàng toàn quốc cho anh em nhé. Với cấu hình này thì ba thiết bị là 9.400.000 đồng, công đẩy là 4.3 anh em nhé. Vàng là 2.4 và mic là 2.4. Mẹ dạy cho con em. Mẹ rất bắt đúng không anh em? Ngày mẹ đâu là ngày con sinh ra, thầm cảm ơn mẹ hiền. À, rất cảm xúc. Mẹ đã hy sinh. Cảm ơn tất cả anh em xem video, anh em nhớ đăng ký kênh, ấn chuông để nhận thông báo mới nhất video anh em nha. Rồi chào tất cả anh em, hẹn gặp lại anh em ở clip lần sau.